Chào mọi người, hôm nay mình quay trở lại thăm hai phi dịch ủ NPK có chiết xuất từ nguồn gốc thiên nhiên. Thì như lần trước mình có chia sẻ thì hai phi này là mình ngâm YM ủ bột ngô, bột đậu nành và khoáng lăn nung chải cùng với một cái chủng quy sinh chuyên phân giải đạm lăng kali khó tan. Thì đến nay đã được một tháng rồi thì nó vẫn còn rất là tốt. Hôm nay mình sẽ cho vi sinh ăn thêm là gỉ mặt đường. Mình đã vừa cho thêm thì có hoạt động của vi sinh cũng rất là mạnh. Thì trước đó thì phi này mình dùng gần hết rồi, mình đã dùng nửa tháng trước, hơn nửa tháng trước để mình tưới bổ sung cho cái vườn na thái hữu cơ vi sinh này. Thì vườn này mình đã mới thu hoạch được hai đằng thì vẫn còn một lứa trái nữa, thì dự kiến sẽ 7 tới 10 ngày nữa mình sẽ thu hoạch đợt 3. Thì phi này mình sẽ để dành, khi thu hoạch xong mình sẽ hồi phục lại cho những cây này. Nhưng mà theo đánh giá thì cái lực cây của cái vườn này rất là tốt, chăm bằng hữu cơ vi sinh thì không có xuống cây khi nuôi trái nha mọi người, cực kỳ lực luôn. Rồi, xin chào mọi người nha.